Xin chào tất cả các anh chị em. Trường Omega lại được trở lại với anh chị em trong buổi trưa thứ 6 hàng tuần để phục vụ các anh chị em chơi đồng hồ chính hãng. Như anh chị em đã biết là Trường có những buổi chia sẻ kinh nghiệm này chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Trên cái chương trình này thì Trường hy vọng có thể mang lại một cái những cái thông tin, những cái kinh nghiệm mà Trường làm 20 năm nghề đồng hồ này để mang lại cho anh chị em chơi đồng hồ có những cái kiến thức, có những cái mà phản biện thú vị để phục vụ anh chị em chơi. Hy vọng là anh chị em có thể là cho Trường Omega cơ hội để mà phục vụ cho anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay tốt hơn, nhiều hơn nha. Tất cả những cái câu hỏi nào anh chị em hãy comment trên những cái này thì Trường Omega sẽ trực tiếp giải đáp. Dĩ nhiên là Trường sẽ chưa lựa chọn những cái câu hỏi mà nó tránh phụ thuộc với những cái mà lần trước ấy. Những cái vụ lần mà live stream trước thì Trường tránh phụ thuộc vào đó. Thì thành thử ra Trường sẽ chọn lựa chọn câu hỏi để phục vụ anh chị em một cách là tốt nhất nha. Cảm ơn anh chị em, xin chào các anh chị em. Tiến tới những cái công việc như này, Noel sắp tới rồi và Tết Tây chuẩn bị năm 2020 chuẩn bị qua đi rồi. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái bước tiếp theo. Thì hy vọng là những anh chị em nào theo dõi fanpage của Bệnh viện Đồng Hồ thì sắp tới là Bệnh viện Đồng Hồ tổ chức ra một cái chương trình là rất đặc biệt. Nhằm thúc đẩy cho anh chị em là có những cái mà phần quà, những cái phần hòa, tức là những cái cuộc chơi mà liên quan đến những kiến thức mà về đồng hồ và liên quan và ngoài vấn đề ra thì sau đó có những cái phần thưởng, phần quà là những cái chiếc đồng hồ thú vị để phục vụ cho anh chị em trên cái fanpage này là tốt nhất. Trường lại đi trở lại với cái công việc trả lời các câu hỏi của anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay thì Mr. Đinh Lâm là câu hỏi đầu tiên. Anh đánh giá sao về Nomos Terra Delta 406 Manual Winding? Có đáng chơi không? Chưa được lên tay nhưng em rất thích mẫu Nomos này. Cảm ơn bạn, bạn chờ một chút xíu nha. Tôi sẽ lấy Nomos ra. Cơ bản mà nói thì tôi cũng làm việc với và tôi cũng khám phá về rất nhiều về Nomos. Thực sự là Trường Omega còn có nhiều ý tưởng với Nomos luôn. Thì trên cái cơ chế mà bạn đang hỏi về cái bộ máy 406 thì thực tế mà nói đây là một trong những cái bộ máy mà nó nâng cấp từ ETA mà lên. Nó là một cái cỗ máy alpha đó. Thì trên thực tế mà đây là một trong những cái cỗ máy mà được finishing rất cao, đẹp. Nhưng mà chủ yếu là những cái máy lên dây như thế này thì anh chị em lưu ý giúp tôi này, khi tránh lên dây quá tay. Thứ hai là đối với những cái dòng mà Redrod mà lên dây như thế này thì anh chị em nên tránh dùng nước vô ba. Tại vì bản thân của nó là tôi kinh nghiệm mà anh chị em nào mà dùng nước mà hơi quá mức một chút xíu là cái dòng này nó hay bị nước vào. Và biến chứng của nó là sinh ra nó bị sét dỉ rồi là chưa kể là hệ thống lên dây của nó bị két lại. Còn lại là về cái cơ bản máy móc này thì thực tế mà nói thì từ độ chính xác này, độ hoàn thiện này, rồi cái kiểu dáng ấy thì đúng là rất chất Đức, rất người Đức. Và chưa kể nó mang linh hồn của người thụy sĩ nữa. Tại vì cái bay của cái máy manual này ấy, thì nó lấy từ modify từ cái máy của ETA lên, đa phần là 7001 mà đưa ra. Thành thử ra là đây là một trong những cỗ máy mà tôi đánh giá là khá ok, nhưng mà trong cái phân khúc giá thành khoảng tầm cỡ 30 triệu đổ lại thì anh em có thể chơi được. Cảm ơn bạn. Mr. Cơ Tạ Tuấn có hỏi tôi là so sánh máy T-shirt máy 80811, thực ra C 80811 và Sotima DS1 Powermatic 80 nên chơi em nào ngon hơn? Tức là bạn sai ở cái chỗ là C07811 hoặc là DS1 thì đấy là hai cái máy nó về hai thương hiệu này thì đều nằm trong tập đoàn Swatch Group. Tức là trong cái tập đoàn Swatch Group nó có sở hữu 20 thương hiệu tất cả, thì Sotina và T-shirt đều như nhau. Nhưng về cơ bản mà nói, nếu nói đến cái máy C07811 ấy, thì đây là một trong những cái máy nâng cấp tốt nhất mà trong cái tiêu chuẩn Powermatic 80. Họ hoàn toàn chơi với từ trường, hiệu năng hoạt động và luôn luôn tích cót và xả cót được đến 80 giờ. Và chưa kể ở đây là độ chính xác của nó thì thực sự là một trong những chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới. Nó hiện tại nó đang giữ vững là chiếc máy đồng hồ chính xác nhất thế giới là nằm ở cái máy C07811. Đó.
vượt qua cả mấy hãng về liên quan đến độ chính xác. Tức là cái sự ổn định của cái máy này đối với cá nhân Trường, thị trường kinh nghiệm của tôi nói thì nếu là không chê 07811 thì rất ngon, ngon hơn cả C07611. Còn C07111 thì tôi đã nói rồi, đây là một trong những cỗ máy mà nó bị lỗi nhiều, mà anh chị em cộng sự của chúng tôi là sửa nhiều, tôi biết mà. Nó rất là hay cái bộ lỗi của nó là bộ lỗi ngựa và bánh xe gai, nó bằng silicon cho nên là nó hay bị lỗi. Đấy, hy vọng là đây là một cái câu trả lời cho bạn, có thể là bạn cân nhắc được. Chứ còn so sánh với theo kiểu là nó không có cụ thể thì rất khó. Cảm ơn bạn. Jerry Chan hỏi tôi là bạn chào bác Trường, không biết sự khác nhau giữa bệnh viện đồng hồ và dòng Wattmaker là gì ạ? Chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bạn. Bệnh viện đồng hồ cũng là Trường Omega lập ra với mong muốn là phủ rộng khắp đất nước Việt Nam. Và The Wattmaker cũng vậy, Trường Omega cũng thành lập ra. The Wattmaker là Trường Omega trải nghiệm một dịch vụ mới và hoàn toàn cho những chiếc đồng hồ high end, chứng đồng hồ siêu cấp. Và Trường đang đi theo một cái lối mòn như vậy, tức là một cái và tụ tập những người thợ giỏi nhất trong cái hệ thống bệnh viện đồng hồ, và để làm những cái đồng hồ cao cấp nhất. Đây là mong muốn. Thực ra đây là một sự trải nghiệm mới mà dành cho khách hàng thôi. Dĩ nhiên là trong những cái trải nghiệm như thế này thì chi phí nó cũng đã đổi lên cũng khá cao. Ví dụ như anh lau dầu một chiếc đồng hồ Patek ở trong hãng chẳng hạn, Patek Philippe chẳng hạn, mà anh lau dầu bình thường cho cái hệ thống liên quan đến tại hãng là mất khoảng 2.000 đô la, thì đến bệnh viện đồng hồ thì bệnh viện đồng hồ chỉ lấy khoảng tầm cỡ là 500 đô. Nhưng nếu mà sang dầu Wattmaker một cái tiêu chuẩn mới thì bạn phải trả lên tới khoảng 1.000 đô. Đây là một dịch vụ tiêu chuẩn. Dĩ nhiên là trong những thời gian tới chúng tôi sẽ phải nâng cấp nữa. Nói như thế này để bạn hiểu được một điều là đây là một định vị cao cấp, một định vị chỉ dành cho những cái mà đồng hồ siêu cấp. Hy vọng là đây là một chút chia sẻ vậy. Đây là Trường đang cố gắng để tiến tới cái việc đó. Nhưng dù như thế nào, bệnh viện đồng hồ sẵn sàng vẫn có thể làm được những chiếc đồng hồ cao cấp như vậy. Tại vì chúng ta có đủ con người, đủ khả năng và đủ trình độ có thể đáp ứng việc đó với những chi phí hợp lý. Chắc chắn là hợp lý hơn. Còn nếu bạn muốn, lúc nào bạn hãy ghé qua The Wattmaker chúng tôi để có thể trải nghiệm ly cà phê và ngồi nhâm nhi ngắm những chiếc đồng hồ bạn đang sửa. Đây là một trong những chiếc, những cái mà trải nghiệm khá thú vị của Trường Omega khi lập ra. Cảm ơn bạn. Cho em hỏi Mr. Peter Lê, cho em hỏi con Bulova 96A208 chạy máy Miyota Skeleton 8N26 có đáng chơi không so với những chiếc đồng hồ cơ tùng tầm giá khoảng 6 triệu như vậy, xin tư vấn. Một chiếc đồng hồ cơ chạy máy 8N26 với giá 6 triệu, thực ra để mà bạn còn mong muốn được một cái sản phẩm tốt hơn và Skeleton hơn thì thực sự là không có. Còn trừ bạn chọn đồng hồ Trung Quốc, Skeleton tôi không nói làm gì, nhưng cái mà một cái máy Nhật mà chỉ có trong khoảng chơi như thế là tôi thấy là rất hợp lý và đáng chơi. Và một trong những bộ máy Miyota 8N26 này khá ổn định, nhưng mà những cái Skeleton là khuyên bạn là anh chị em nên chơi là giữ gìn nha. Skeleton mà nó không xương thì anh chị em nên tránh những cái cú sốc mạnh hoặc là trong những điều kiện như là va đập bất thường. Hoặc là những cái việc là anh chị em xông hơi tắm nóng lạnh thì anh nên chị em nên tránh. Còn bình thường bạn dùng cái này là ok rồi. Với cái mức giá đấy thì thực tế mà nói là cũng khó có đối thủ lắm. Nhưng mà khuyên bạn thêm một câu nữa là nếu bạn mong muốn mua giá tốt hơn thì bạn hãy chọn ship hàng từ bên nước ngoài về. Có những cái giá ship rất tốt cho nên là nó giá thành nó hợp lý hơn. Cảm ơn bạn. Hãy chọn những nơi uy tín để mua hàng và gửi gắm nó. Và khi cần hỗ trợ hãy qua bệnh viện đồng hồ, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh chị em một cách tối ưu nhất. Mr. Trung Tước hỏi tôi là đồng hồ Titanium có đánh bóng được không? Cơ bản là ở bệnh viện đồng hồ chúng tôi là đã tìm ra phương cách đánh bóng đồng mà đồng vỏ Titanium, tức là solid Titanium thì chúng tôi đánh bóng được nha. Chứ còn mạ Titanium là chúng tôi chịu, chúng tôi không làm được. Còn lại là nếu mà là Titanium đặc thì chúng tôi đánh bóng được. Trường Omega đã từng đánh bóng vỏ Titanium của RM Richard Mai. Nếu anh chị em không tin, anh chị em có thể xem trên bệnh viện đồng hồ hoặc là trên slide của Facebook của Trường Omega, Trường Đặng Văn. Đấy thì là anh chị em nhìn thấy tôi đánh bóng một chiếc Richard Mai trị giá là khoảng tầm 3 tỷ. Vỏ bằng chất liệu Titanium làm như mới luôn.
Bệnh viện đồng hộp có thể đáp ứng làm những chất liệu titanium làm được một cách tốt nhất, tối ưu nhất được. Và có những cái sản phẩm chúng tôi có thể trả lại được như mới luôn. Cảm ơn bạn. Mr. Hiếu Béo, có phải càng nhiều tính năng thì càng đắt tiền không ạ? Vậy cách để mua được đồng hồ giá rẻ nhất nhưng mua lại chức năng cơ bản, với giá rẻ nhất là mua lại cơ bản chức năng, phải không anh? Trong thực tế mà nói, đồng hồ nhiều chức năng thì cũng có lẽ là cũng có một phần đó là liên quan đến là nhiều chức năng thì bao giờ giá thành nó cũng cao hơn. Về cơ bản là vậy nhé bạn nhé, về cơ bản. Nhưng có những cái dòng chảy sản thiết kế ấy, có những cái dòng chảy sản phẩm không cần nhiều chức năng mà đồng hồ vẫn đắt như thường. Ví dụ như anh chị em nhìn thấy Rolex, chưa bao giờ Rolex sản xuất lịch vạn niên với tua bê nhông cả, chưa bao giờ Rolex. Tôi nhìn thấy Rolex chưa bao giờ sản xuất lịch vạn niên với tua bê nhông cả. Mà chiếc đồng hồ Rolex mà sản xuất được là mà phức tạp nhất là cho cái con mà Deep Sea mà máy 9001 hoặc là con Daytona. Và ngày xưa ngược trở lại, nếu mà các đồng hồ full lịch ấy, thì anh chị em nhìn thấy là cái đồng hồ đầu tiên mà full lịch của Rolex mà làm cho Bảo Đại ấy, vua Bảo Đại của Việt Nam mình ngày xưa ấy, mà cái đồng hồ, một trong những đồng hồ Rolex mà được đấu giá đắt nhất thế giới bây giờ ấy, thì là của Bảo Đại ấy, thì là một trong những cái đồng hồ đấy là được sản xuất là full lịch. Chứ còn lại là Rolex có đâu sản xuất đâu, vỏ thép 3 kim một lịch mà đồng hồ vẫn đắt gấp 4 gấp 5 lần so với bình thường. Ví dụ như 3 kim một lịch của Rolex ấy, thường bán toàn là 10, 12, 13, 14, 15 nghìn, trong khi đô Omega sản xuất bán có 3 hay 4 nghìn à. Cho nên câu chuyện đặt ra là nó tùy theo thương hiệu, tùy theo độ hot của những cái sản phẩm đưa đáng chơi, và quan trọng nhất tùy theo thị trường nữa. Còn lại là trong cái việc về tính năng này thì thực tế mà nói cái đấy nó chỉ là một điểm nhấn trong cái việc dòng chảy thiết kế và sản xuất đồng hồ thôi. Cảm ơn bạn. Mr. Ngọc Yên, bác cho hỏi là dòng Jamwell Way Macho Classic dùng máy gì, chất lượng có tốt được như mà dòng Powermatic 80 của T-shirt không? Trong thực tế mà Powermatic 80, tôi đã nói với bác là có 3 dòng chảy của máy Powermatic 80. Nếu dòng chảy của nó là C07111 thì chất lượng lại hơi kém. Còn C07611 và C811 thì rất là tốt, của T-shirt là rất tốt. Còn riêng T-shirt và C07111 thì là chất lượng có vấn đề. Còn lại là đối với cái Raymondwell mà Master Classic này thì thực ra mà nói tất cả Raymondwell bây giờ đều dùng máy Celita. Mà thực ra mà so sánh cái này thì thực tế mà nói là nếu mà cá nhân tôi thì tôi vẫn nghiêng về độ chất lượng của máy ETA hơn. Nhưng mà nếu mà để chơi đồng hồ chỉ về so sánh về máy thôi thì tôi thấy rằng là đấy là một sự khập khiễng. Bản chất là nó còn phải phụ thuộc vào cái vỏ, cái cây, độ thiết kế, độ hoàn thiện của mặt số, của dial, tức là của kim. Và chưa kể cái dòng chảy và thiết kế của cái vấn đề độ hoàn thiện của nó là độ chống nước, rồi rất nhiều vấn đề yếu tố. Thì thành thử ra nếu mà so sánh về vấn đề là chất lượng máy thôi thì anh chị em nên cân nhắc về vấn đề thú chơi. Tại vì đôi khi chúng ta chơi cái đồng hồ đôi khi chỉ vì là thích cái mặt đẹp. Cũng giống như là chúng ta yêu một người con gái đôi khi chỉ vì là cái má lúng đồng tiền thôi, chứ không phải là trong tâm hồn của cô ấy đẹp. Thành thử ra là khó nói lắm. Cái câu chuyện đặt ra chơi đồng hồ đây thì bộ máy nó không phải là quyết định tất cả, mà nhất là những cái sản phẩm nó còn liên quan đến trung cấp này. Thì thực ra mà nói những cái bộ máy trung cấp này chỉ ở cái mức gọi là mà cho đủ để cho anh chị em chơi và dùng nó thôi. Cho để mang chị em bộ máy cảm hứng hơn ấy thì bạn phải chơi từ những cái sản phẩm như là ok, bắt đầu từ Longines hoặc lại cũng bắt đầu có cảm hứng rồi, xong lên dần Omega, Rolex, xong lên dần những cái Patek Philippe hay Vacheron công đăng tin, thì cái cảm hứng, cái cảm xúc nó chơi nó nhiều lắm, nó dạt dào lắm. Thì hy vọng đây là một chút kinh nghiệm chia sẻ cho anh chị em. Trọng Thuần hỏi tôi đồng hồ Vintage 1950 bản thân không chống nước có cách nào tăng khả năng chống nước ra không? Thực tế mà nói là bạn ạ, nó phải dựa theo là cái dòng chảy thiết kế của nó thì chúng tôi mới nói được. Có những cái dòng chảy thiết kế thì chúng tôi có thể làm được cho nó tốt hơn. Nhưng có những cái dòng chảy thiết kế thì đúng là chịu, không thể làm được. Trừ khi mà chỉ mỗi cách là đóng keo thôi. Mà đóng keo thì lần sau là khỏi sửa nha bạn nha. Mấy ông thợ bên ngoài bây giờ hay đóng keo lắm. Đảm bảo là chống nước 100% luôn. Nhưng mỗi tội là gì? Không
khi mà cần bảo dưỡng hay cần lau dầu hay căn chỉnh hay chỉnh giờ là không không làm được. Anh chị em nên cân nhắc. Mr. Đúng Quách, anh chào anh Trường, anh cho hỏi về đồng hồ Nga máy móc như thế nào, thấy mấy bạn seller giới thiệu quá mà không biết máy gì. Báo cáo anh chị em là đến thời điểm này thông tin của Trường Huy biết rằng là hiện tại bây giờ ở bên Nga là không có nhà máy sản xuất đồng hồ nữa. Tất cả các thương hiệu máy mà đồng hồ của Nga như Bonzot, Jagia, Raketa thì gần như là bán cho Trung Quốc và bán cho Đức rồi. Thực ra một số bán cho doanh nhân người Trung Quốc và sản xuất tại bên Đức, bên Đông Đức cho bạn nha. Rất nhiều đồng hồ Nga bây giờ là mang máy Trung Quốc. Rất nhiều đồng hồ Nga tên trên mặt số là chữ của người Nga, nhưng mà tâm hồn, tức là gì, trong cái bộ máy là của người Nhật Bản là rất nhiều rồi. Máy của Nhật Bản thì ok, còn đáng chơi. Chứ còn nếu mà gặp phải mấy ông Nga ngố mà máy của tàu nữa thì thực sự là bây giờ là phải đặt câu hỏi là rất nhiều vấn đề. Mà hiện tại và những cái con Nga của Nga ngày xưa đích thân Nga ấy, mà trước những năm vào những năm 70, 60, 70 và 80, những thập niên như vậy ấy, thì không còn nhiều. Và đa phần nó liệt vào những hàng sưu tầm và giá thành nó cũng đội lên khá cao. Còn những cái con Nga mới bây giờ thì anh chị em nên cẩn trọng nha. Nên cẩn trọng khi chơi đồng hồ Nga mới bây giờ. Cứ báo cáo anh chị em vậy, những người không có chuyên môn cứ nên có những cái sự tham vấn của anh chị em thợ đồng hồ và những người có chuyên môn. Đừng bao giờ nghĩ rằng là đồng hồ mặt số chữ Nga, Putin chữ ký. Ông Putin nào ông đi rảnh ông ấy đi ký vào mấy cái mặt đồng hồ đâu. Cho nên là anh chị em nên cân đối. Nhất thì là anh chị em nào mà yêu cái sự hoài cổ ngày xưa, yêu những cái chàng Bolshevik ngày xưa, thì anh chị em nên cân nhắc về việc này nha. Có rất nhiều hàng vẫn đáng chơi nhưng mà không phải hàng nào cũng ấy, mà bây giờ là anh chị em nên cẩn thận. Mr. Minh Thanh Nguyễn có hỏi tôi về máy 2824, 2892, thì hy vọng là anh chị em có thể xem vào những cái YouTube, những cái video của tôi mà tôi đã chia sẻ trên những cái chuyên mục trước. Tại vì là những cái chuyên mục này thì tôi sẽ không đi lại thêm nữa, nói sâu về cái này thì dài lắm. Mr. Nguyễn Tâm đánh giá về Omega Speedmaster size 38 và Santos de Cartier là ADVLV. Hai thương hiệu này là hai thương hiệu đều đáng chơi cả. Và tiêu chuẩn chất lượng làm đồng hồ khá ok. Một cái là theo dòng chảy là professional, tức là chuyên nghiệp, là Omega Speedmaster. Còn một cái là Santos thì nó đi theo dòng chảy là kim hoàn, tức là jewelry. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng để chơi thì để mà sở hữu mà có hai cái dòng chảy khác nhau thì tôi muốn sở hữu cả hai. Còn để nói sâu về nó thì bạn phải cho tôi mẫu nào, mẫu đúng cái gì và máy gì, tôi sẽ nói cho bạn vách vách luôn. Mr. Thịnh hỏi tôi là máy 811 silicium độ bền có cao không? Thực ra độ bền có cao hay không nó phụ thuộc vào người đeo chứ không phải phụ thuộc đồng hồ. Phụ người thường vào người sử dụng. Chứ còn lại bộ máy này là bộ máy ưu việt nhất trong cái đầu máy C07. Và cá nhân Trường đánh giá là rất cao, bộ máy này là một trong những bộ máy hoàn thiện tốt nhất trong cái từ sự nâng cấp từ máy 2824, 2836 rồi nâng cấp lên từ C07 111 rồi C07611 và lên C07811. Đây là một trong những bộ máy mà ổn định, cao, hoàn thiện tốt, hệ thống chống sốc là hệ thống chống sốc mới, dùng chất liệu tóc silicium, vành tóc cũng vậy, và độ chính xác cao, chưa kể là hệ thống này là hiệu năng nạp cóp và tích cóp rất ưu việt. Cảm ơn bạn, đến thời điểm này Trường Omega anh chị em ạ, Trường đã hụt hơi rồi. Chắc là phải hẹn tất cả những câu hỏi về sau thì anh chị em chăm sóc khách hàng sẽ chia sẻ cho anh chị em nha. Đến thời điểm này Trường cũng mệt rồi, Trường phải nghỉ thôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, rất vui khi được chia sẻ những cái chuyên mục này. Nếu mà Trường Omega cảm thấy rằng là những cái sự chia sẻ này không còn nhiều nữa và là bản thân là anh chị em cũng không đáng để lưu tâm để xem nữa thì tôi sẽ dừng chương trình này để tạo ra những cái chương trình khác tốt hơn. Trong cái chuyên mục này thì dòng chảy này Trường chỉ có thể bớt chút là một thời gian là một tiếng đồng hồ buổi trưa ngày thứ 6 thôi. Cảm ơn anh chị em, rất yêu anh chị em trong chuyên mục ngày hôm nay. Chúc anh chị em buổi trưa ngon miệng, vui vẻ. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em trong chuyên mục lần tới vào thứ 6 vào buổi trưa bắt đầu từ 11 giờ anh chị em nha. Cảm ơn anh chị em.